Dạ xin chào quý cô chú anh chị Chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe và gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống Hôm nay em sẽ giới thiệu tới quý cô chú anh chị là một căn nhà diện tích là ngang 4 dài 12 Ngay chợ Thới Hòa, Vĩnh Lộc A, Bình Chánh Thì từ vị trí căn nhà này quý anh chị di chuyển đến chợ Thới Hòa tầm 300m ha. Và nó cách khu công nghiệp Vĩnh Lộc chỉ có 700m thôi quý anh chị Thì nhà này là đổ suốt một lầu, có hai phòng ngủ Nhà xây dựng rất là đẹp nha, Hẻm trước nhà là 4m, ra đường nhựa chỉ có 25m thôi quý anh chị. Là cái vị trí này em đang đứng á, xung quanh này biệt thự rất là nhiều nha. Và nhà chủ nhà cũng sát bên luôn nha quý anh chị. Nhà anh chị nào mà có ô tô hay xe tải thì ra vào thoải mái nha. Căn này chủ đang rao bán với giá là 1 tỷ rưỡi. Đây là giá chốt nha quý anh chị. Em nhắc lại là giá chốt thì chủ có thể bớt lòng một xíu thôi. Bởi vì trên kênh em á, đa số giá em đưa ra là giá chốt của chủ hết, em không có kê lên để mình trả giá xuống ha. Căn này thì điện nước có đầy đủ. Nhà xây dựng rất là kiên cố và đẹp nha quý anh chị Thực ra trong clip của em thì quý anh chị xem thì nhà nó cũng không có được đẹp bằng mình xem thực tế đâu ha Căn này lúc trước chủ cho thuê á Mà khách thuê ở Nói chung là ở nó không có giữ gìn nhà cửa quý anh chị Nên chủ không có cho thuê nữa lấy lại và bán luôn Từ đường Thới Hòa vào căn nhà này 300m Đường rất là đẹp nha quý anh chị Đường Thới Hòa đã thông ra khu công nghiệp Vĩnh Lộc ra quốc lộ 1A luôn Quý anh chị nào ở khu vực Tân Phú hay là Bình Hưng Hòa quý anh chị Mua căn nhà này rất là hợp lý bởi vì cái đường di chuyển nó rất là tiện nha Ra ngã tư Gò Mây cũng gần nữa Nhà vệ sinh, bếp, phòng khách Nói chung xây dựng là em rất là ân mắt nha quý anh chị Căn này thì hướng Tây Bắc ha Ở trên này có hai phòng ngủ nha quý anh chị. Phía sau nó có một nhà vệ sinh, sân phơi. Gạch thì chủ ốp lên tường hết cao tầm 1m4 rồi quý anh chị. Nhà 42 mà xây 2 phòng là rất hợp lý. Chứ xây 3 phòng quý anh chị thấy nhà nó nhỏ xíu à. Đây là sân phơi và toilet phía sau trong nhà vệ sinh thì chủ ốp gạch lên rất là cao luôn cao tới nóc luôn nha quý anh chị căn này mua bán vi bằng nha quý anh chị giấy tờ thì đầy đủ hợp lệ chủ ở gần đây thì quý anh chị an tâm rồi phòng phía ngoài đây sẽ rộng hơn cái căn phòng phía sau quý anh chị có thể ngăn ở đây thành hai phòng nhỏ cũng được quý anh chị chừa một cái lối đi ra ban công thì thoáng mát cửa thì làm nhôm sinh pha hết nha đó đường thì rộng rãi thoải mái rồi nhà thì cao tầng biệt thự rất là nhiều giảm em xin nhắc lại thông tin căn nhà này một lần nữa nhà diện tích là ngang 4 dài 12 đổ suốt một lầu có hai phòng ngủ hai nhà vệ sinh vị trí hẻm hai sạc đường thới hòa Vĩnh Lộc A Bình Chánh từ vị trí căn nhà di chuyển ở đường Thới Hòa chỉ có 300m thôi quý anh chị nhà này gần chợ gần khu công nghiệp Vĩnh Lộc nha chủ đang rao bán với giá là 1 tỷ rưỡi giá này còn bớt lọc dạ cũng xin kết thúc clip ở đây cảm ơn quý anh chị đã theo dõi hẹn gặp lại quý anh chị ở clip sau